cái đồ nó vắng que. Cái gì đấy? Em thò xếp ra, em định vô xếp cái cây, thò xếp. Ôi trời ơi, mày lấy cái cây đâu đấy? Mày trồng cần à? Này em làm tỉa bonsai mà bây giờ xếp chuyển sát đi xếp. Ngày mai mốt ngày kia ngày cái đó gì đó không nhớ nữa. Trời chắc kỳ, sao đây? Cô mày cái cành kia hôm qua lại kiếm xếp. Em thò xếp ra, em đến đồ hồ sơ xếp ạ. Hồ sơ đâu? Hồ sơ em phải bắt quay, email. Anh gửi email cho em nè, đó. Cái này làm cái gì á, đâu hồ sơ đâu để đấy sếp, sếp nhận được email của em chưa sếp? Trời ơi, hồ sơ đây á. Hồ sơ em đấy sếp. Hồ sơ này cũng được á, nhưng mà ngày mai tôi mới duyệt được nha.